Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với chương trình nhịp đập thị trường của tin tức Profit của Linh Phan. Hôm nay là kết phiên cuối tuần vào ngày 9 tháng 12 và chúng ta lại ngồi đây với nhau để cùng chia sẻ cái nhận định về chiến lược giao dịch trong tuần tới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Quay trở lại VN Index của chúng ta thì nếu như mà anh chị em chúng ta nhìn vào chỉ số Index thì có lẽ rằng hôm nay nó vẫn tiếp tục nó thể hiện một cái nhịp nó giằng co bằng cách là nó đóng một cái nến doji, đúng không? Một cái nến doji thân nhỏ. Đó, vậy thì chúng ta tính đến thời điểm này là chúng ta đã có ba cái nến dạng doji thân nhỏ rồi, đúng không ạ? Và hôm nay thì vol thì nó cũng không quá cao, vol chưa đạt trung bình 20 phiên nhưng mà nó thể hiện cái sự giằng co giữa người mua và người bán. Và như hôm qua mình có chia sẻ với anh chị em là thị trường có thể là gì, nó sẽ đi ngang một vài phiên tới và nó có thể nó sẽ tạo một cái cụm nến doji, thì hôm nay nó thấy là nó cũng tạo thêm một cái nến doji nữa, thì nó gợi nhớ cho mình cái cảm giác ở cái khúc này, tức là đâu đấy nó có 4-5 phiên doji mà chúng ta thấy là anh em trên diễn đàn là chế thành hình mặt cười mặt mếu các thứ, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta thấy là nó có những phiên giảm rất là sốc, đúng không ạ? Thì hôm nay nó đã có một cái phiên tạo nến doji ở đây. Và thực sự rằng nếu mà chúng ta để ý về mặt thị trường á, thì rõ ràng hôm qua là một cái phiên mà ép mua với giá trần. Và với dòng thép, với dòng đầu tư công, với dòng xây dựng, với dòng chứng khoán, đúng không ạ? Và đổi ngược lại là chiều là giảm điểm là dòng banh. Thế thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là những anh chị em nào mà mua cái dòng chứng khoán ngày hôm qua thì đến hôm nay là rõ ràng bắt tay lên trán suy nghĩ sẽ rất là băn khoăn, bởi vì đu giá trần hôm qua thì đến hôm nay là chứng khoán điều chỉnh. Vốn thì thấp thôi nhưng chứng khoán điều chỉnh. Thế còn hôm nay nó ra thêm một cái tin nữa về cái sân bay Long Thành, nó có cái sự kết hợp của VCG, của CTD, đúng không ạ? Và một số những cái nhà thầu khác, chúng ta thấy là thị trường và nhóm xây dựng đầu tư công này cũng đã có một phiên tăng trần rất là ấn tượng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xét xem là liệu là cái nhóm đấy nó có tiếp tục nó tăng được nữa hay không. Ví dụ dòng thép hôm nay cũng hưởng ứng, dòng vật liệu xây dựng cũng hưởng ứng với các tin này, đúng không ạ? Thì quay trở lại thị trường một chút thì chúng ta nhìn thấy rằng là hôm nay, đúng không ạ, về góc nhìn về mặt đồ thị ấy, chúng ta thấy rằng là về mặt những cái trụ ấy, chúng ta thấy là hôm nay là VIX là lại là VIX và Vinhome ở chiều là kéo chỉ số xuống. Hôm qua thì VIX đầu phiên kéo mà cuối phiên làm tội đồ, thì hôm nay VIX và Vinhome lại điều chỉnh tiếp. Ở chiều ngược lại chúng ta thấy là có cái sự tích cực, bắt đầu là có thấy cái nhóm hàng không, đúng không ạ? Hàng không thì có thể là nó sẽ do cái thông tin là Trung Quốc mở cửa trở lại các cái đường bay, thì có thể là Vietjet và HVN hôm nay thì tăng trần, đúng không ạ? Rồi thì quay trở lại là nhóm của Hòa Phát, đúng không ạ? Hòa Phát rồi thì Vietcom sau khi ba cái cây giảm thì hôm nay chạm hỗ trợ thì cũng bật lên. Thì về mặt độ rộng thị trường chúng ta thấy rằng là độ rộng thị trường thì nó đang khá là 50-50, 44% mã tăng và 43% mã giảm, thì nó đang thể hiện sự giằng co rất là rõ ràng. Về mặt gọi là về mặt biểu đồ khối ngoại, chúng ta thấy là cái lực mua dòng nó bắt đầu nó giảm đi, đúng không ạ? Những cái phiên trước, nhịp trước chúng ta thấy là thị trường nó đi lên được bởi khối ngoại mua dòng rất là nhiều, bởi các quỹ ETF, bởi có những tin đồn về Pinot, thì cái lượng mua dòng đâu đấy nó khoảng 1.000 đến 2.000 tỷ, nhưng chúng ta thấy rằng là những cái phiên đổ lại đây họ chỉ mua dòng 700, 600 tỷ, và đến phiên hôm nay chúng ta thấy là cái lượng mua dòng đâu đấy nó chỉ khoảng tầm hơn 400 tỷ một chút xíu thôi, tức là cái lượng mua dòng nó giảm dần, và chúng ta thấy là cái động lực chính đẩy thị trường lên trong thời gian vừa qua thì nó bắt đầu nó giảm lại, nó chậm lại. Thì không biết là liệu là có một cái động lực khác, ví dụ như là nhà đầu tư cá nhân sẽ quay trở lại làm động kéo thị trường đi lên hay không thì mình không biết, nhưng ở đây nếu như chúng ta đếm về cái số phiên phân phối thì như mình có chia sẻ là gì, đây là một phiên phân phối, đây là một phiên phân phối, và hôm qua cũng có thể coi là một phiên phân phối. Đó, thì ba phiên phân phối rồi, và thông thường thì thị trường sẽ có 4-5 phiên phân phối, thì chúng ta sẽ phải rất là cảnh giác. Thì bây giờ đã được ba phiên rồi và thị trường đang co giật, và nếu như chúng ta nhìn một cái xu hướng tăng mà nó bền vững thì rõ ràng là với những cái vốn như thế này, vốn lớn như thế này mà nó không đẩy được thị trường lên tiếp nữa thì rõ ràng là gì, nó sẽ cần điều chỉnh hoặc là nó sẽ cần đi ngang thêm. Thì đấy là góc nhìn của mình, được chưa? Rồi quay trở lại, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số những cái nhóm này rất rất nhanh thôi, đúng không ạ? Xin một phút, đó là hôm qua mình có chia sẻ một cái thông tin là sắp tới bên mình có tổ chức cái khóa học miễn phí 5 ngày. Và hôm qua thì có rất nhiều những anh chị em đã đăng ký rồi, thì nếu mà anh chị em nào mà chưa đăng ký khóa học miễn phí đó thì hãy nhanh tay đăng ký, bởi vì là đây là một cái khóa học hoàn toàn là miễn phí, và 5 ngày mình và Khánh sẽ chia sẻ, mình dạy về phân tích cơ bản, Khánh dạy về phân tích kỹ thuật, và đó đều là những cái kiến thức mà anh em mình đã đúc rút trong những cái 5 tháng mà chinh chiến, cũng mất tiền, cũng chảy ra chóc vẩy để đúc rút lại chia sẻ với mọi người, và mục đích chính để nâng cao cái mặt bằng kiến thức anh chị em nhà đầu tư đó, mọi người ra chiến trường thì mọi người sẽ có thêm một cái nền tảng kiến thức, một cái võ công, một cái công cụ nào đó để chúng ta có thể là chiến đấu thị trường cách tốt hơn. Thì hãy nhanh tay đăng ký ở link mô tả hoặc là cái link comment ngay dưới bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về
dòng chứng, dòng chứng thì hôm nay là xong phiên qua bắt buộc phải mua trần đúng không? Có co dần chút xíu thôi, giá trần hoặc là dần giá cần trần thì đến hôm nay là điều chỉnh với vốn vốn rất là nhỏ đúng không ạ? Cây nến thân nhỏ, vốn nhỏ thì khá là ok, trend vẫn giữ được. Nhưng mà chúng ta thấy là đến thì cũng có hai phiên phân phối, chúng ta sẽ cùng phải cảnh giác. VND hôm nay thì khỏe hơn, VND hôm nay thì đóng cái nến doji vốn trên trung bình 20 phiên, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là cái đà tăng thì nó cũng vẫn được duy trì, tuy nhiên thì cái xung lực tăng thì nó không quá khỏe, vẫn giữ được trên line thì đấy là vẫn ok. Anh chị em nào có hàng thì giữ thôi, còn với những người mà chưa mua hàng thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết chúng ta phải mua ngay. HCM cũng vậy, HCM thì nó thấy là có một đường trend line ở đây thì sau khi điều chỉnh thủng đường trend line này thì nó cũng đang test lại cái đường trend line cộng đầu đây, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cần kiểm chứng thêm, và nếu như dự dụng về vùng này cạn vol đó thì cũng có thể là cân nhắc giải ngân, và bây giờ thì mình cũng chưa giải ngân bởi vì như mình chia sẻ là mình ưu tiên yếu tố thị trường chung nhiều hơn. VCI cũng tương tự, VCI cũng có một nến thân nhỏ sau cái nến tạo gap ngày hôm qua. Hôm nay thì dòng chứng khoán thì tương đối là dè dặt đúng không ạ, nó thể hiện cái sự gằng co người mua người bán. Hòa Phát thì hôm nay cũng đóng một cái nến, có thể nói rằng là một cái nến thân nhỏ vôn nhỏ, thì nó thể hiện cái sự gằng co. Thì nếu như mà duy trì tiếp được cái đà tăng ấy, thì mình nghĩ là còn ổn, chứ còn nếu không thì thực ra là với cái phiên bán như thế này thì mình nghĩ là mình thiên về kịch bản Hòa Phát sẽ phải điều chỉnh tiếp. Được chưa? Hoa sen rất xin lỗi chị em. Hoa Sen chúng ta thấy là gì ạ? Đã kéo tiếp bám cái trend line kéo lên, nhưng mà ngay cậu phía trên này có cái đỉnh cũ, nó chưa vượt được đỉnh cũ đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem là cái xu hướng tiếp theo nó sẽ như thế nào. Với mình thì bây giờ nó không có điểm mua nữa, mình sẽ ưu tiên thị trường chung hơn. Nam Kim cũng vậy đúng không ạ? Cũng cọc đầu đỉnh cũ và cũng đang chấp chới đó. Nam Kim, Hoa Sen, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua về dòng banh đi. Chúng ta có Vietcom. Như mình hôm qua có chia sẻ là Vietcom ngày hôm qua sau 3 phiên giảm thì hôm nay nó đã chạm cái ngưỡng hỗ trợ rồi, cái trend line và cái đường cản ngang ở đây, thì đến hôm nay bắt đầu là cái đà giảm nó chững lại đó, thì nó đang lững lờ ở đây, thì nói chung là nó phải cạn vol cơ thì mới vào, thì còn vol lớn như thế này đúng không? Thì nó tương đối là bất thường. Vietcom này, Bit này, nói chung chưa tích cực đối với Vietcom. Bit cũng thế, Bit cũng đang lững lờ vùng này đúng không ạ, rất khó vượt được và cũng chưa thủng vùng này đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là nó chui xuống dưới bên dưới cái trend line tăng này rồi đúng không ạ? Nó thủng cái trend line tăng này rồi thì mình vẫn thiên về kịch bản khả năng cao nó sẽ phải test lại cái trend line này. Bit là Vietcom là CTG đúng không ạ? CTG thì hôm nay cũng cố dướn, nhưng mà vol thì chúng ta thấy là vol rất thấp, cố dướn thì cái này cũng có thể đóng góp một phần vào chỉ số. Góc nhìn của mình thì banh như là Quốc Doanh thì bây giờ cũng không nên thò vào nữa. Rồi một là vượt hẳn hai chỉnh sâu thì mua, giờ cũng rất là lửng lơ. MBB hôm nay cũng tương tự chui xuống dưới cái trend line này rồi, chui xuống dưới cái vẫn ở bên dưới cái trading range ở đây đúng không ạ, chưa vượt được. Hôm nay cũng đến doji thân nhỏ thể hiện sự lững lờ, lững lờ thì thôi bỏ qua, nước đôi thì bỏ qua, bao giờ confirm thì chúng ta vào vội gì đâu. Bây giờ nhiều khi là quản trị rủi ro nó cũng là một lợi thế mà anh chị em, không phải chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta vẫn phải tham gia, khi nào chúng ta quá nghi ngờ và thấy có dấu hiệu rủi ro chúng ta đứng ngoài thôi. Có thể một số mã cổ phiếu nó sẽ đi ngược và nó sẽ tạo những cái điểm mua, nhưng mà các bạn có thể hình dung là nếu như mà thị trường chung mà nó quay đầu giảm thì anh chị em sẽ nhớ lại những cái ký ức nó rất là kinh hoàng, giảm sàn là một loạt luôn, cho nên là sẽ rất là mệt mỏi. Tech hôm nay thì cũng đến doji thân nhỏ, nó thể hiện cái sự giằng co đó. Tech ACB, ACB cũng tương tự. Đa phần banh hôm nay tạm cái nến doji thân nhỏ đây đó. Thì cần quan sát thêm, nói chung là cần quan sát thêm. Rồi STB, hôm trước anh chị em cũng hỏi về STB, thì bên này thì STB nó vẫn tiếp tục là nó duy trì được một cái xu hướng tích cực đúng không ạ, xu hướng tích cực đúng không? Nhưng mà dạo này thì thấy đẩy nó cũng hơi cứ dươn dươn cố cố. Anh chị em nào có hàng thì cầm thôi, chứ còn giờ mua gì nữa, giờ nó cứ co giật như thế này thì rất là khó mua. Rồi chúng ta sẽ banh trứng thép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngó qua đầu tư công. Đầu tư công hôm nay thì có cái tin sân bay Long Thành, cái đánh rất là kinh, kéo ngược lên luôn. Đó thì với cái việc phân tích là giá và khối lượng nhé, xu hướng nhé, thì đây là một phiên tích cực có sự confirm cả vol đúng không ạ, và giá đẩy đúng không ạ, lực đẩy là có, mà cái nỗ lực cái kết quả đạt được là thành công đó, thì đây là một cái phiên tích cực của VCG. Nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là nếu mà mua thì cũng sẽ phải đua với giá rất là cao. FCN cũng vậy, FCN hôm nay cũng rất là tích cực sau những phiên giảm cực sốc đúng không ạ? Hồi sau đó thì hôm nay có cái thông tin kia nó rất là tích cực, các diễn đàn thì đều hô thông tin này, mà khi mà mọi người đều hô thì mình thấy hơi sợ nó. Mà anh chị em nhớ, có nhớ là những cái nhịp trước cứ khi nào mà bắt đầu nó
thị trường market maker nó kéo dòng đầu tư công là y rằng một hai phiên sau là thị trường chỉnh rất mạnh. Đấy, thì mình cũng hơi ghê cái này. Còn thực ra nếu mà xét về mặt đồ thị nhé, là VCG đẹp và HHV đẹp đó, mình đang nhìn đây đúng không? Cho nên là mình thì mình không không mình chỉ đọc, mình chỉ nói sự thật về 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 cái biểu đồ thôi, tức là như thế này là đẹp, test lại vốn thấp về trên line đúng không, kéo lên là ok là đẹp đó. Và nếu chị em nào không chịu nữa mua thì có thể là mua HHV hoặc VCG trong phiên hôm nay, mình nghĩ là ok và có thể cầm được đó. Còn mình thì như mình chia sẻ là mình sẽ ưu tiên thị trường, bao giờ thị trường phải ổn cơ thì vào, còn bây giờ nó đang khá là nhiều rủi ro. Mình nhìn được ba phiên phân phối rồi và bắt đầu một loạt những doji xuất hiện rồi, thì cái xung lực tăng nó giảm dần rồi thì mình sẽ vào thì nó sẽ rất là dở hơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về bất động sản khu công nghiệp IDC. IDC hôm nay cũng tăng khá là tích cực 4,51% và có sự confirm cả vol nữa. IDC nói chung là cũng khá là lành. Một cái cổ phiếu mà thuần về mặt cơ bản là mình cũng khá là thích. IDC nếu mà mua thì hôm nay cũng mua được, không phải là không mua được. KBC nếu chỉ xét thuần về về mặt ấy thôi nhé, thuần về mặt gọi là giá và khối lượng nhé. KBC thì từ đây đến đây cũng tăng cũng khá là ác rồi, anh chị em nào có hàng thì cứ giữ thôi, 65% rất là tích cực. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng đang có một cái cản ngay đây rồi. Cân nhắc xem có vượt được không, đây cái cản ngay đầu đây, một cái khu vực ở đây trên này nữa, khỏe thì lên ở trên này, còn không thì có thể là mai nó chỉnh luôn. KBC này, SZC này, à thôi GVR trước đi, GVR đúng không? GVR test lại hôm nay cũng tăng vô thất, nó cũng chưa vượt qua được cái đỉnh này, đúng không ạ? Chưa vượt qua được cái đỉnh này, chúng ta cứ anh em là có hàng thì có thể là giữ thôi. Mua thì nếu mà thực sự mà muốn mua thì có thể là mua một test một phần nhỏ, đúng không? Một test một phần nhỏ GVR. Đấy là mình chia sẻ là góc nhìn là có thể mua được không đối với từng cổ phiếu. Còn mình thì theo cái rule mình là ưu tiên thị trường chung ngành và cổ phiếu, đúng không? Thì hiện nay là thị trường chung đang khá là nhiều rủi ro. Còn GBR nếu xét thuần về mặt kỹ thuật thì có thể là mua được GBR, mua mua test được. Được chưa? KBC và GBR. Rồi chúng ta sẽ có qua một chút cái bất động sản. Xe hôm nay cũng rung lắc rất là kinh, vốn rất là lớn, đúng không? Rung lắc cực kỳ kinh. Cuối cùng thì đóng cửa với giá trần thì nó thể hiện là cũng xung lực đẩy cũng khá là ok. Hôm nay cũng ngược lại dòng ngân hàng chút thì hôm nay có thông tin là Liên Việt và Bầu Thụy lên làm chủ tịch đúng không? Thì cũng rung lắc ATC nhưng cuối cùng thì vẫn là đóng xanh. Sell này, DIG này đúng không? Cũng rất là cực. Nói chung là dòng này thì mình không không dám mó đấy, mình chỉ cân nhắc là nếu anh chị em là có hàng thì chúng ta cũng cân nhắc là những cái phiên mà nó đóng cửa với lại cái giá đỏ ấy, thì có thể là phải bán luôn. Đấy là góc nhìn của mình. HVX hôm nay thì đóng cửa với giá xanh rồi, có lượng giải cứu liên tục từ hôm qua hôm nay, đóng cửa với giá xanh rồi. Giá xanh hôm nay thực ra thì cũng hơn giá sàn hôm qua đâu đấy 2,2 gần 3% thôi chứ không có được bao nhiêu đâu. Novaland cũng có dấu hiệu giải cứu nhưng mà vẫn đóng cửa với giá sàn đúng không ạ? Có rất nhiều nhưng vẫn sàn, chứng tỏ là gì, cái nỗ lực vốn là có, nỗ lực có nhưng mà kết quả là vẫn thất bại đó. Thì đấy là hôm nay mình đã điểm rất là nhanh về một loạt những cái mã cổ phiếu mà anh chị em chúng ta quan tâm. Và chúng ta đừng quên rằng là mọi người hãy đăng ký vào đường link bên dưới để nhận được những cái suất học đầu tiên của khóa Let Investing chưa? Và mình xin nhấn mạnh lại là khóa học này là hoàn toàn miễn phí và dạy vào 5 buổi ở một cái Zoom riêng, và hãy đăng ký để nhận chỗ sớm nhất. Được ạ? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, và đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ mình và team ra những video đều đặn hơn.